công an đứng rất nhiều luôn. Sài Gòn thì có thể ra công viên Hoàng Văn Thụ, người ta biểu tình ở đây, công an rất nhiều nhưng mà người dân đông quá, nó không dám đàm áp nữa.
càng đi càng vang nhá. Cầm ở đây vẫn đồng được nữa. Mọi người chia sẻ nhiều vào nhé. Hôm nay thằng nào nam và nữ ở ngoài đây được cái cây cút chặt tao không quan tâm mày, mày là cút chặt cũng khó con em không nữa. Á đạo đại công trạng gì đâu ban nữa. Còn cái này chi? Bao nhiêu cái camera quay cho tao, tao cái này tao sẽ bị bắt, tao sẽ bị bắt. Ủa con xe bên chú, tao bị kết cuộc đời này. Vừa này có một thằng công an mật nó cài vào rồi phá đám người đứng lại đây, bây giờ công an rất nhiều nhưng mà người dân đông nó không dám làm gì hết. Ở công viên Hoàng Văn Thụ ở Sài Gòn nhé mọi người. Come on.
chết nè. Hỏi là chú Dương nè, chỉ là an ninh cho bọn thằng mà mày khỏi chết đi. Ta đã ra bọn thằng thì chào anh nữa. Người ai ở Sài Gòn thì ra ở công viên Hoàng Văn Thụ nha, công an rất nhiều nhưng mà người dân đông lắm, nó không dám đàn áp nữa. Công viên Hoàng Văn Thụ nha. Này giờ thằng này lên trên cho tao. Đi về chứ.
thể ra công viên Hoàng Văn Thụ nha.